Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón ngày 20 tháng 2 năm 2023, giá vẫn khó dự đoán. Với đặc thù giá ga, giá xăng dầu ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất phân bón. Trong đó, giá ga chiếm tới khoảng 80-90% giá thành sản xuất ammoniac, đầu vào quan trọng để sản xuất phân đạm ure, DAP, nên giá phân bón trong những tháng tới đây vẫn biến động khó lường. Nhiều chuyên gia phân bón và tài chính thế giới đều dự báo giá phân bón có khả năng vẫn sẽ neo ở mức cao và hoàn toàn phụ thuộc vào giá xăng dầu thế giới, cũng như diễn biến của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong tương lai. Về nguồn cung phân bón cho vụ đông xuân 2022-2023, hiện công suất sản xuất phân đạm của các tập đoàn phân bón lớn trong cả nước vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu. Khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 501-550.000, Phú Mỹ 500-540, Bình Điền 501-550.000 đồng, ure Hà Bắc, ure Ninh Bình giá từ 500.000-540, Trung Quốc là 510.000-550.000 đồng, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục đều có giá từ 510.000-550.000 đồng. DAP, DAP Hồng Hà 1.250.000-1.350.000, Đình Vũ 850.000-900, Đức Giang 850.000-900, Philippines 1.250.000-1.400.000, DAP Nga đen 64%, 1.150.000-1.300.000, DAP Lào Cai 850.000-900.000, Hàn Quốc là 1.350.000-1.450.000. Phân Kali Miễn, Cà Mau và Phú Mỹ 750-780, Ba Con Cò 780-802, Canada Miễn 730-780, Israel Miễn 750-800, Israel Trắng 800-850, Belarus Bột 700-750, NBK 16-168 Bình Điền 790-804, Cà Mau và Phú Mỹ 780-803, Ba Con Cò 900-950, Việt Nhật 765-800.000, Saramila Complex 12-11-18 660-700.000 đồng bao 25 kg, Hàn Quốc 16-168-9S 650-700, 16-168-TE Việt Nhật 920-970, NBK 20-20-15 Ba Con Cò 1.195.000-1.240.000 đồng, Bình Điền 1.000.000 đồng đến 1.050.000, Sông Danh 1.050.000-1.100.000, NBK 20-20-15TE Bình Điền là 1.050.000-1.100.000, Phân Lân Xích Bê Lân Long Thành 202-208, Lân Văn Điển 250-209. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 601-650, Phú Mỹ 600-650, Bình Điền 601-650, ure Hà Bắc 600-650, Ninh Bình 600-650, Trung Quốc 602-607, DAP Hồng Hà 1.250.000-1.350.000, Đình Vũ 850-900.000, Đức Giang 850-900.000, Philippines 1.250.000-1.400.000, DAP Nga đen 64%, 1.150.000-1.300.000, DAP Lào Cai 850-900.000, NBK 20-20-15TE Bình Điền 975.000-1.050.000 đồng, 20-20-15 Bình Điền 930.000-970.000 đồng, 20-20-15 Ba Con Cò 1.050.000-1.200.000, 20-12-7TE Bình Điền 950.000-980.000 đồng, 18-86 Việt Nhật 870-900.000, 18-86TE Việt Nhật 803-808, 16-8-14-12S Việt Nhật 850-900, 14-14-14 Philip 1.010.000-1.050.000, 15-5-10-14S Lào Cai 506-601, 16-88 Phú Mỹ 801-850,
16168+13S+TE Phú Mỹ 850-890, 20-55 Bình Điền 700-704, 17-19-9+TE Phú Mỹ 809-904, 18-422-TE Bình Điền 907-1.010.000 đồng, 17-78-TE Cà Mau 804-808, 17-717-TE Cà Mau 850-808, 17-15-9-TE Phú Mỹ 803-807, 16-168 Hà Lan 700-707, Phân Lân Văn Điển 204-209, Lân Lâm Thao 204-207, Lân Đen 201-206, NBK 16-168 Cà Mau và Phú Mỹ là 804-809, Việt Nhật là 800-806, Philippines Korea 850-900.000, 16-168 TE Philippines Korea 806-900, Phân Cali Cà Mau và Phú Mỹ là 900-908, Cali Bột Phú Mỹ là 907-1.030.000 đồng, Phân SA Nhật 308-450.000, SA Trung Quốc 450-408, SA Đài Loan 402-407, khu vực miền Trung, phân Ure Cà Mau 601-650, Phú Mỹ 600-650, Bình Điền 601-650, Ure Hà Bắc, Ninh Bình là 600-650, Trung Quốc là 602-607, NBK 20-20-15 song danh 1.035.000-1.090.000, đầu trâu 1.070.000-1.150.000, bông lúa 904-908, ba con cò 1.110.000-1.150.000, NBK 16-168 Cà Mau 707-801, Phú Mỹ 706-800, Lào Cai là 800-804, đầu trâu là 802-850, Lâm Thao là 801-808, Việt Nhật là 802-850, NBK khác 16-88 Phú Mỹ 708-802, 15-50-14S Lào Cai 508-602, 20-12-7TE Bình Điền 900-950, 19-16 Sông Danh 802-850, 20-66 Ninh Bình 707-802, 13-13-13 Lâm Thao 802-850, 16-8-16 Phú Mỹ 803-808, 16-88 Lâm Thao 800-850, phân Cali Cà Mau và Phú Mỹ 750-708, ba con cò 708-802, Hà Anh 750-708, Canada Miễn 703-708, Israel Miễn 750-800, Israel Trắng 800-850, Belarus Bột 700-750, Phân Lân Lâm Thao 250-209, Lào Cai 204-208, Văn Điển 250-209. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phân Ure Cà Mau 601-650, Phú Mỹ 600-650, Bình Điền 601-650, Ure Hà Bắc 600-650, Ninh Bình 600-650, Trung Quốc 602-607, DB Hồng Hà 1.250.000-1.350.000, Đình Vũ 850-900.000, Đức Giang 850-900.000, Philippines 1.250.000-1.400.000, DAB Nga đen 64% là 1.150.000-1.300.000, DAB Lào Cai 850.000-900.000. NBK 13-13-13TE Bình Điền 806-809, 16-168 Việt Nhật 802-850, 16-168TE Việt Nhật 806-809, 16-168 Ba Con Cò 809-902, 16-168 Phú Mỹ 802-850, 16-16-16 Ba Con Cò 803-808, 16-168 Lộc Điền 803-807, 16-88 Phú Mỹ 800-804, 16-88 Lâm Thao 801-850, Phân Lân Lâm Thao 207-301, Lân Lộc Điền 209-304,
Văn Điện đến 250 và 280, Cali, Cà Mau và Phú Mỹ là 750 đến 780, Ba Con Cò là 780 đến 802, Canada Miễn 703 đến 708, Israel Miễn là 750 đến 800, Israel Trắng là 800 đến 850, Belarus Bột là 700 đến 750. Giá tham khảo trên mỗi bao 50kg, mua bằng tiền mặt nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.